Chào quý thầy cô, hôm nay mình xin hướng dẫn quý thầy cô ép con chuột vào, thay đổi con chuột để cho học sinh nó chú ý vào cái chỗ mà chúng ta nó viết cái gì nha, để cho thêm phần sinh động bài giảng chúng ta. Đây là góp phần nhỏ thôi, chứ không phải là gọi là cái gì hay ho lắm, góp một phần nhỏ nào đó để bài giảng chúng ta cho học sinh nó chú ý thôi. Đầu tiên quý thầy cô vô cái trang web này. À, tải về những con chuột ưng ý về cho nó một kho đi, giả sử như thế này, chuột này phen một thì là đó, tải về mới để đâu giờ, để trong đây, để vô chỗ con chuột đó đi đó, xem lại thì là xong. Và muốn thì có muốn ý cái gì đó thì cứ tải về. Rồi khi tải xong rồi về thì chúng ta bắt đầu thay con đổi con chuột này bằng cách nào? Rồi với cô vô chỗ đánh như mau, Win 10 cũng vậy, cô đánh mau, bỏ mau xuất hiện. Rồi ra giao diện này Win 10 cũng tương tự như vậy, với cô chỗ vô add mau này, add mau, rồi vô chỗ point và round là tìm tới đường dẫn. À, ngoài này tìm tới địa chỉ con chuột. Đây, rất nhiều là con chuột tôi đã tạo về. Về. Để chúng ta dùng cho nó sinh động chút xíu. Rất là nhiều con chuột lạ mắt. Giả sử như là pen, rồi like, con chuột nó màu sáng lên cho học sinh nó chú ý. Rồi, mình sẽ chọn một cây nha. Cây. Rồi chọn cái viết đi, viết có ông chùm nữa, cái viết ông chùm có nè, cái viết ông chùm đó, cái viết ông chùm. À, chọn này men ha, ok rồi, ok rồi, cái thước của chúng ta nó sẽ ra như thế này. Đây, mình viết nha, mở cái bảng lên. Rồi, chúng ta sẽ viết ở đây. À, viết chúng ta lúc này đã thay đổi cái viết rồi, ta viết bình thường đấy. Đó, viết bình thường và thay đổi tiếp. Không thích cái này thì thay đổi cái khác. Pound. Round. Làm lại. Con chuột. Rồi con chuột gì nữa đây? Sáng sáng chút đi ha. Nhóc kiểu luôn. Cô cứ lựa cho nó phù hợp. Ra hơi là lạ, đây là bàn tay cầm cây viết, bàn tay cầm cây viết. Ok. À, chúng ta sẽ thay đổi bằng cái khác. Vô lại, tiếp tục. Lựa cái nào mà cho học sinh nó bắt mắt, nhìn nó theo luôn theo dõi con chuột chúng ta. Chuột này sáng lên đi ha, sáng. Chuột sáng lên rồi đó. À, chúng ta có thể là vẽ hình chú ý, gây chú ý cho học sinh.
Rồi, cảm ơn thầy cô nha. Đây là một cái thủ thuật nhỏ nhỏ thôi. Thay đổi con chuột.